Cô Yến xin chào tất cả bố mẹ và các con yêu. Chào mừng các con đã quay trở lại với bài học tiếp theo của cô Yến trong chương trình sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1. Các con ơi, ở buổi học trước thì cô đã dạy cho các con hai âm mới và hai tiếng mới. Vậy bài học bạn nào giỏi có thể cho cô biết hai âm mới và hai tiếng mới đó không? Cùng cô Yến kiểm tra lại bài học cũ nhé. Đọc cho cô hai âm mới này nào. O. 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 Co. Co. Cô. Cô. Cùng cô Yến đọc lại một lần nữa nhé. O. O. Co. Cô. Các con ơi, ở buổi học ngày hôm trước thì chúng mình đã học bài âm O và âm O. Hai tiếng mới là tiếng co và tiếng cô. Bài học ngày hôm nay chúng mình sẽ học hai tiếng mới và hai dấu thanh mới. Chúng mình chuyển sang bài học số 5 ngày hôm nay nhé. Các con dở sách giáo khoa trang 14 và 15 ra nhé. Bài 5. Cỏ. Cọ. Các con cùng đọc cho cô nào. Cỏ. Cỏ. Cọ. Cọ. Chúng ta bắt đầu vào bài học ngày hôm nay nhé. Các con quan sát vào hình dưới đây và cho cô biết hình dưới đây, đây là hình vẽ về cái gì đây? Đây là hình về cái gì đây nhỉ? À, đây là cây cỏ các con ạ. Đây là cây cỏ. Cô có tiếng cỏ. Các con đọc cho cô tiếng này nào. Cỏ. Cỏ. Đọc to lại một lần nữa nhé. Cỏ. Vậy bạn nào giỏi có thể cho cô biết tiếng cỏ có những âm nào và dấu thanh nào? Tiếng cỏ có âm nào và dấu thanh nào nhỉ các con? À, tiếng cỏ có âm cờ, âm o và một dấu thanh mới ở trên đầu âm o đấy các con ạ. Cô nhắc lại nhé. Tiếng cỏ có âm cờ, âm o và một dấu thanh mới ở trên đầu âm o đấy. Và dấu thanh mới này ta gọi là thanh hỏi và dấu hỏi đấy các con ạ. Các con nhắc lại nhé. Dấu thanh mới này gọi là thanh hỏi và dấu hỏi. Vậy thì tiếng cỏ này được đánh vần như thế nào? Cô trò mình cùng quan sát vào mô hình dưới đây. Vậy thì bạn nào có thể đánh vần cho cô tiếng cỏ dựa vào mô hình này nào? Bây giờ cô sẽ đánh vần mẫu cho các con nghe một lần trước nhé. Cô đánh vần tiếng cỏ như sau. Cờ, o co, hỏi cỏ. Cờ, o co, hỏi cỏ. Cờ, o co, hỏi cỏ. Các con đánh vần theo cô nào. Cờ, o co, hỏi cỏ. À, vừa rồi cô Yến đã dạy chúng mình đánh vần tiếng cỏ. Các con cùng quan sát. À, đây là cây gì à các con? Đây là cây gì? À,
rất là chính xác rồi. Đây là cây cọ các con ạ. Cô có một tiếng mới, đó là tiếng cọ. Vậy, bạn nào giỏi có thể cho cô biết tiếng cọ có những âm và dấu thanh nào? Có âm nào và dấu thanh nào các con nhỉ? À, tiếng cọ có âm cờ, có âm o và một dấu thanh mới đặt bên dưới của âm o, đó là dấu thanh nặng và dấu nặng các con ạ. Đây ta gọi là thanh nặng và dấu nặng các con nhé. Cô nói lại nhé. Tiếng cọ có âm cờ và có âm âm o, dấu nặng đặt bên dưới của âm o các con ạ. Vậy tiếng cọ này được đánh vần như thế nào? Các con cùng quan sát vào mô hình sau. Các con cùng quan sát vào mô hình và đánh vần to tiếng cọ cho cô nào. Cờ, o co, nặng cọ. Các con cùng đánh vần thật to nào. Cờ, o co, nặng cọ. Các con đánh vần theo cô nhé. Cờ, o co, nặng cọ. Vậy, cô vừa đánh cô và các con vừa đánh vần tiếng cọ rồi. Bây giờ, các con cùng quay lại cho cô tiếng cỏ. Bạn nào giỏi có thể phân tích cho cô tiếng cỏ nào? À, tiếng cỏ của chúng ta có âm cờ đứng trước, âm o đứng sau, dấu hỏi đặt trên đầu của âm o nhé. Cô nhắc lại. Tiếng cỏ được phân tích như sau. Tiếng cỏ có âm cờ đứng trước, âm o đứng sau, dấu hỏi đặt trên đầu âm o. Tiếp theo chúng ta chuyển sang tiếng cọ nào. Tiếng cọ được phân tích như thế nào hả các con? Tiếng cọ có âm cờ đứng trước, âm o đứng sau, dấu nặng đặt dưới âm o các con nhé. Cô nhắc lại một lần nữa. Tiếng cọ được phân tích như sau. Tiếng cọ có âm cờ đứng trước, âm o đứng sau, dấu nặng đặt dưới âm o. Vừa rồi cô và các con đã phân tích tiếng cỏ và tiếng cọ rồi. Bây giờ cô mời các con ghép cho cô tiếng cỏ và tiếng cọ trên thanh ghép của các con nhé. Các con ghép được trên bảng này của các con chưa? À rồi, rất là giỏi, cô khen các con nhé. Như vậy là hôm nay cô đã hướng dẫn các con hai tiếng mới là tiếng cỏ và tiếng cọ, và hai dấu thanh mới là thanh hỏi và thanh nặng. Chúng mình cùng đánh vần và đọc trơn lại hai tiếng này một lần nữa nhé. Cờ, o co, hỏi cỏ, cỏ. Cờ, o co, nặng cọ, cọ. À, để chúng mình hiểu thêm về thanh hỏi và thanh nặng, cô mời chúng mình chuyển sang phần bài tập nhé. Chúng mình chuyển sang bài tập số 2. Bài tập yêu cầu gì đây hả các con? Bài tập yêu cầu chúng ta là đố em tiếng nào có thanh hỏi. Chúng ta quan sát vào 6 bức tranh và nêu 6 tiếng thích hợp với mỗi bức tranh này nhé. Nào, cô trò mình cùng bắt đầu làm nào. Các con cùng quan sát vào bức tranh số 1 và cho cô Yến biết bức tranh số 1 là con gì đây? À, bức tranh số 1 là con hổ,
Cô có tiếng hổ. Bức tranh số 2, cô có tiếng mỏ. Các con có nhìn thấy mũi tên chỉ vào cái mỏ không? À, cô có tiếng mỏ. Bức tranh số 3. Bức tranh số 3 cô có con gì đây các con? À, bức tranh số 3 là con thỏ đấy. Cô có tiếng thỏ. Bức tranh số 4. Bức tranh số 4 cô Yến có tiếng bảng. Bức tranh số 5 nào? Bức tranh số 5 cô Yến có cái võng. À, vậy cô Yến có tiếng võng. Bức tranh số 6 là con gì đây hả các con? À, bức tranh số 6 là con bò. Cô Yến có tiếng bò. Bây giờ các con hãy nối thanh hỏi với hình có tiếng có thanh hỏi nhé. Chúng mình cùng dở sách bài tập ra để nối nào. Vậy con nối dấu hỏi với những bức tranh nào? Các con hãy dừng video của cô lại và nối, sau đó chúng ta mới bấm để kiểm tra cùng cô Yến nhé. Bây giờ các con cùng quay trở lại bài với cô nào. Các con cùng quan sát cô Yến nối và kiểm tra lại bài của mình xem chúng mình có nối đúng không nhé. A, cô Yến nối thanh hỏi với hình số 1. Hình số 1 có tiếng gì hả các bạn? Tiếng hổ đúng không nào? Cô nối thanh hỏi với tiếng hổ vì trong tiếng hổ có thanh hỏi. Tiếp theo, cô nối thanh hỏi với bức tranh số 2 vì trong tiếng mỏ cũng có thanh hỏi đấy. Tiếp theo, con nối thanh hỏi này với hình nào nữa? À, nối thanh hỏi với hình số 3, đó là tiếng thỏ vì trong tiếng thỏ có thanh hỏi đúng không nào? Tiếp theo, cô nối hình 4 với thanh hỏi vì trong tiếng bảng có thanh hỏi. Vậy con có nối tiếng võng với thanh hỏi không? À, chúng mình không nối tiếng võng với thanh hỏi nhé. Tiếp theo, con có nối tiếng bò với thanh hỏi không? À, chúng ta không nối tiếng bò với thanh hỏi nhé. Vì trong tiếng bò có thanh gì hả các con? Trong tiếng bò có thanh huyền các con ạ. Vì vậy, chúng ta sẽ không nối thanh hỏi với tiếng bò nhé. Bây giờ, chúng ta hãy đọc to những tiếng có thanh hỏi nhé. Những tiếng nào có thanh hỏi, chúng ta vừa đọc to và vỗ tay. Các con nhớ chưa? Bây giờ, cô Yến sẽ cùng với các con làm bài tập này. Hãy đọc to những tiếng có thanh hỏi và vỗ tay nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Hổ. Mỏ. Thỏ. Bảng. Lại một lần nữa nhé. Hổ. Mỏ. Thỏ. Bảng. À, vừa rồi thì cô Yến và các con đã tìm được 4 tiếng có chứa thanh hỏi và vừa đọc to và vỗ tay theo những tiếng có thanh hỏi rồi. Vậy tiếng nào mà không có thanh hỏi à các con? Chúng mình đọc khẽ thôi nhé. Võng. Bò.
À, vừa rồi chúng mình đã làm bài tập số 2. Vậy có rất nhiều tiếng có thanh hỏi. Bây giờ cô trò mình cùng đi tìm hiểu thêm các tiếng có thanh hỏi ở ngoài bài này nhé. Các con tìm được những tiếng nào rồi? À, cô Yến bật mí cho chúng ta tiếng có thanh hỏi. Đó là tiếng cỏ. Các con đọc to theo cô nào. Cỏ. Cỏ. Tiếp theo, cùng đoán xem tiếng nào nhé. Đây là gì các con? À, đây là cái giỏ. Tiếng giỏ cũng có thanh hỏi các con ạ. Chúng mình cùng đọc to tiếng này một lần nữa nào. Giỏ. Giỏ. Chúng mình đọc lại hai tiếng mới này nhé. Cỏ. Cỏ. Giỏ. Giỏ. Vừa rồi cô trò mình cùng tìm những cái tiếng mà ở ngoài sách giáo khoa có thanh hỏi. Bây giờ chúng mình cùng luyện tập về thanh nặng nhé. Chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta tìm tiếng có thanh nặng. Tương tự như bài tập số 2, các con quan sát vào bức tranh và cho cô biết những tiếng nào có thanh nặng. Chúng ta quan sát vào 6 bức hình này và nêu 6 tiếng thích hợp với mỗi bức hình và sau đó chúng mình mới biết được tiếng nào có thanh nặng. Các con nhớ chưa? Chúng mình vào hình số thứ nhất nhé. Hình số 1, vẽ con gì đây? À, đó là con ngựa các con ạ. À, con ngựa. Cô có tiếng ngựa. Bức hình số 2 là con chuột đấy các con ạ. Con chuột. Cô có tiếng chuột. Hình số 3, cô có tiếng vẹt. Đây là con vẹt các con ạ. Hình số 4, hình số 4 là cái gì đây? À, hình số 4 là cái quạt. Cô có tiếng quạt. Hình số 5 là quả chuối. Cô có tiếng chuối. Hình số 6, cô có tiếng vịt. Nhiệm vụ của chúng mình bây giờ là nối thanh nặng với hình có tiếng có thanh nặng nhé. Các con hãy làm bài tập này vào vở bài tập sau đó rồi cùng kiểm tra lại với cô Yến nhé. Các con nối thanh nặng với những hình nào? Các con nối thanh nặng với những hình nào nhỉ? À, bây giờ cùng cô Yến kiểm tra lại nhé. Cô nối như sau. À, cô nối thanh nặng với hình số 1 bởi vì trong tiếng ngựa có thanh nặng. Tiếp theo, cô nối hình số 2 với thanh nặng vì trong tiếng chuột cũng có thanh nặng. Con có nối thanh nặng với hình số 3 không? Có nhé, vì trong tiếng vẹt có thanh nặng. Tiếp theo, cô nối thanh nặng với hình số 4 vì trong tiếng quạt có thanh nặng. Con có nối thanh nặng với tiếng chuối không? À, chúng ta không nối thanh nặng với tiếng chuối nhé, vì trong tiếng chuối có thanh sắc chứ không phải có thanh nặng các con nhé. Tiếp theo, cô nối thanh nặng với tiếng vịt vì trong tiếng vịt cũng có thanh nặng. Vừa rồi thì chúng ta đã tìm được 5 tiếng có thanh nặng rồi. Vừa rồi chúng mình được tìm 6 được tìm 5 hình
có tiếng, có thanh nặng. Trong tất cả là mấy hình đây các con? Là 6 hình đúng không? Bây giờ chúng mình hãy đọc to những tiếng có thanh nặng và vỗ tay theo cô Yến nhé. Hình thứ nhất, ngựa. Chuột. Vẹt. Quạt. Vịt. Lại một lần nữa nhé. Ngựa. Chuột. Vẹt. Quạt. Vịt. À, vừa rồi cô trò mình đã thực hành nói đọc thật to những tiếng có thanh nặng. Bây giờ chúng mình đọc tiếng mà không có thanh nặng thật bé thôi nhé. Chuối. Vừa rồi cô trò mình đã tìm những tiếng có thanh nặng qua bài tập số 3. Có rất là nhiều tiếng có thanh nặng. Bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu thêm những tiếng mà có thanh nặng khác nữa nhé. A, cô Yến tìm được tiếng lọ. Trong tiếng lọ này cũng có thanh nặng. Các con cùng đọc to tiếng này cho cô nhé. Lọ. Lọ. Tiếp theo, các bạn quan sát đây là gì? À, đây là hộp sữa ông thọ. Cô có tiếng thọ. Tiếng thọ ở trong từ ông thọ này đấy các con ạ. Cô có tiếng thọ. Bây giờ các con hãy đọc thật to tiếng thọ cho cô nhé. Thọ. Thọ. Cùng cô đọc lại hai tiếng này nào. Lọ. Lọ. Thọ. Thọ. À, vừa rồi chúng ta đã tìm được các tiếng khác mà cũng có thanh nặng. Bây giờ chúng mình cùng ôn lại bài. Chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 4. Bài tập số 4 yêu cầu chúng ta tập đọc. Các con cùng quan sát vào các bức hình dưới đây và cho cô biết bức tranh số 1 là hình ảnh gì? A, bức tranh số 1 vẽ một chú gà trống. Đúng không nào? Bức tranh số 2. Bức tranh số 2 là con cò. Bức tranh số 3 là cái ô các con ạ. Và bức tranh số 4. Bức tranh số 4 là một chú hươu cao cổ đúng không nào? Cô có tiếng cổ. Nhiệm vụ của chúng mình bây giờ là tập đọc những từ và những tiếng sau ở mỗi bức tranh này nhé. Các con cùng đọc theo cô nào. Ở những từ mà chúng ta chưa đọc trơn được thì chúng ta có thể đánh vần. Các con nhớ chưa? Cùng đánh vần theo cô, sau đó chúng mình sẽ học cách là chúng mình sẽ đọc trơn. Các con nhớ nhé. O huyền ò. O sắc ó. O. Ò. Ó. O. Tiếp theo, ở bức tranh số 2, cô đọc. Cờ o co huyền cò. 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 Tiếp. Ô. Ô. Cờ ô cô hỏi cổ. Cờ ô cô hỏi cổ. Cờ ô cô hỏi cổ. Cổ. Bây giờ cô sẽ dành thời gian cho chúng mình luyện đọc. Chúng mình bắt đầu vào đọc nào.
Các con đọc rất tốt. Vừa rồi thì cô và các con đã tập đọc. Bây giờ cô và các con cùng đọc lại, đọc chớp một lần nữa cho thật tốt và rõ ràng nhé. Ờ, ờ, ờ. À, ờ, ờ là tiếng gáy của chú gà trống này đấy các con ạ. Tiếp theo, cò, ô, cổ. Lại một lần nữa nhé. Ờ, ó, ơ, cò, ô, cổ. À, vừa rồi cô Yến và các con đã luyện đọc rồi. Các con cùng nhắc lại tên bài học ngày hôm nay nhé. Bài học ngày hôm nay cô và các con đã cùng học hai tiếng mới và hai dấu thanh mới, đó là tiếng cỏ và tiếng cọ. Hai dấu thanh mới là thanh hỏi và thanh nặng đấy các con ạ. Bài học của chúng ta đã tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của cô Yến nhé.